Một cái mã Versace cổ điển mà cả nhà mình có thể mặc mọi lúc mọi nơi ha. Mặc đi đâu cũng đẹp hết, mặc đi chơi cũng đẹp, mặc đi làm cũng được luôn cả nhà. Hay là mặc đi tiệc tùng gì cũng đẹp nha. Hai màu giùm em, màu đen với màu trắng nha cả nhà. Đó. Cái chất con này là chất gai to nha cả nhà, chất gai to mềm ha, rất là đẹp cả nhà ơi. Tem mát đầy đủ nè. Đó. Cái chất gai nó đẹp lắm cả nhà, chất gai là chất gai to ha, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt giùm em nè. Co giãn tốt luôn. Con này co giãn tốt luôn và cái nẹp nút của nó, cái nẹp cúc của nó rất là may, rất là thẳng nha cả nhà. Và nó to ha, nguyên một cái bảng nẹp luôn. Cổ áo nè. Đó, cổ áo không có bị dảnh nha cả nhà, rất là đứng luôn. Cả nhà thấy không? Rất là đứng. Cái phần tay áo thì nó có co giãn nha cả nhà. Đó, mặc thì thoải mái. Cả nhà mình yên tâm. Cái phần này á là phần này là in, nhưng mà nó in chìm trong vải luôn á cả nhà. Đó, cả nhà mình sẽ không thấy cái sơn luôn ha. In chìm trong vải luôn, rất là đẹp luôn. À, con này bao cả nhà mình mặc nha, không có bị bong tróc đâu cả nhà mình yên tâm. Giặt máy thoải mái giùm em. Màu trắng với màu đen ha. Cái cổ nó viền đẹp lắm cả nhà nè. Cổ phối sọc rất là đẹp luôn. Rồi, con màu đen cũng vậy ha cả nhà. Đó, rất là sang cả nhà ơi. Con này đơn giản nhưng mà mặc sang lắm nha cả nhà. Vừa sát ha. Và nó có cho cả nhà mình cái mặt sườn và cúc phụ nè. Mặt sườn cúc phụ xịn luôn. Có mã QR luôn cả nhà thấy không? Nó rất là sang, rất là xịn luôn cả nhà. Đó, con này là bao cả nhà mình mặc luôn ha. Rất là mát, mặc rất là đã. Cái chất vải của con này rất là êm nha cả nhà. Đây, mặt sườn rất là xịn nha. Đó, có mã QR luôn nè cả nhà thấy không? Rồi, em mời cả nhà mình lên đơn nha. Comment cho em cân nặng chiều cao, tư vấn size cho cả nhà mình nhé.